Năm 2014, tôi bị viêm ruột thừa. Sau khi phẫu thuật, tôi trở lại trường học, nhưng thấy là mình không nhớ được gì sau khi đọc sách. Tôi bắt đầu có các triệu chứng sợ hãi, đau đớn, lo âu, căng thẳng một cách vô cớ. Ngoài ra, ban đêm còn bị mất ngủ nữa. Tôi lên mạng tìm hiểu thì thấy, đó là các triệu chứng của bệnh trầm cảm. Có thể là vì sự kỳ vọng đối với thế giới bên ngoài và kỳ vọng đối với bản thân. Tôi không muốn tiếp tục bị như vậy nữa, nên áp lực càng nhiều hơn. Mỗi khi có cảm xúc là lại muốn khóc. Nửa học kỳ đầu, mẹ tôi thấy vậy, nên đã bảo tôi tạm thời nghỉ học. Tôi đã tham gia khóa tu sức khỏe và hạnh phúc 8 ngày. Tôi nghĩ là điều này sẽ giúp ích cho mình, nên đã tham gia khóa tu đó. Đến buổi thứ ba, thứ tư thì có niệm Phật. Khi niệm Phật, nước mắt của tôi cứ tuôn ra như là vòi nước vậy. Tôi không hiểu tại sao, vì lúc đó tôi không có gì buồn mà nước mắt thì cứ tuôn rơi. Sau khi khóc, tôi cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều. Nó giống như là một ngày nhiều mây, có những đám mây đen đã tan biến đi hết. Trong khóa tu, giáo viên có giao bài tập là phải ôm người nhà. Trước đó, tôi chưa bao giờ làm điều này. Khi ôm người nhà của mình, tôi thấy thật là nhẹ nhõm và vô cùng cảm động. Cuối cùng thì tôi đã hết bị trầm cảm rồi. Vì tôi là niềm hy vọng của họ, tối thiểu thì tôi cũng không còn là gánh nặng của họ nữa. Bây giờ tôi đang nghỉ học nên có thời gian để tham gia khóa tu niệm Phật. Trong khóa tu, có thể niệm Phật cho cha mẹ. Lúc đó tôi nhận ra rằng, trước kia tôi luôn coi mọi thứ mà họ dành cho mình là lẽ đương nhiên. Bây giờ thì tôi đã biết là cha mẹ của mình vất vả như thế nào rồi. Tôi đã biết suy nghĩ trước khi làm điều gì đó. Lợi ích lớn nhất nhận được từ khóa tu niệm Phật là tôi đã biết hiếu thảo. Giáo viên gọi điện thoại hỏi tôi có về trường học tiếp không, vì chỉ còn một năm là tốt nghiệp. Tôi nói là tôi sẽ quay lại trường học, nhưng thực sự tôi không biết là mình có thể tiếp tục nữa hay không. Trong khóa tu niệm Phật, sư phụ đã khai thị rằng, các bạn trẻ mà muốn khai mở trí tuệ để được thông minh học hành, thì mỗi ngày đều phải lễ Phật 36 lần. Lúc đó, ngày nào tôi cũng thực hành. Dần dần, tôi có thể nhớ hết những gì mà thầy cô giảng dạy. Đến tháng 1 thì phải thi. Nhìn thấy bài thi, tôi thầm nghĩ là mình không làm được, nhưng đằng nào cũng phải thi cho xong. Sau khi làm bài thi xong, tôi nghĩ là mình sẽ không đạt. Nhưng khi nhận kết quả thì tôi thấy mình đều đạt điểm A cộng. Tôi không dám tin là mình đã thi tốt và thuận lợi như vậy. Tôi vui mừng lắm. Bồ đề thiền tu đã giúp tôi dần dần mở rộng lòng mình. Không phải là một lần là mở được ngay mà dần dần tôi mới mở cửa tấm lòng. Tôi hy vọng rằng những người bị trầm cảm cũng có thể từ từ mở rộng lòng mình.